Hôm nay tôi giới thiệu phần mềm tự động hóa tạo và in mã QR và mã barcode. Thì chúng ta nhìn trên màn hình này, chúng ta thấy đây là một cái mã QR, một ma trận điểm. Thì cái mã này, trong cái mã này chứa những thông tin gì đây? Thì chúng ta phải dùng phần mềm đọc mã QR trên điện thoại hoặc phần mềm Zalo, chúng ta quét cái mã QR này, hoặc dùng đèn chụp mã vạch để chúng ta quét, hoặc các thiết bị khác có thể đọc được cái mã QR này. Tất nhiên là các cái đầu đọc và các cái phần mềm cho phép chúng ta đọc và được các cái mã QR này trên điện thoại và trên các thiết bị khác. Thì chúng ta sẽ đọc được các thông tin được bí mật ghi trong cái mã QR này, nhất là truy xuất nguồn gốc hàng hóa và các dịch vụ khác có gắn mã QR đang được áp dụng rất là rộng rãi. Thế thì phần mềm này nó sẽ hỗ trợ cho việc tự động tạo ra các mã QR và mã barcode hàng loạt với số lượng lớn. Khi đã sử dụng phần mềm thì nó phải tạo ra với số lượng lớn trong giây lát mã QR và mã barcode. Và đồng thời chúng ta có thể in ra giấy và in trực tiếp lên các sản phẩm. Thì khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm này liên hệ với tác giả lập trình Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình 0912595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn cài đặt phần mềm này từ xa qua TeamView. Như vậy là ý định của tác giả là tạo dùng phần mềm này để hỗ trợ cho công việc gì điển hình nhất, đó là chúng ta dùng phần mềm để tạo ra hàng loạt cái mã QR và mã barcode. Đối với các cái nhà in mà có các hợp đồng thiết kế in các cái tem mà trên cái tem đấy lại có mã QR và có mã barcode, thì chúng ta sử dụng cái phần mềm này để tạo ra hàng loạt các ảnh mã QR và mã barcode để nhà in đã thiết kế sẵn được cái tem rồi. Chúng ta dùng cái kết quả của phần mềm tạo ra mã QR barcode để chúng ta trộn vào cái tem chúng ta in cho khách hàng. Thì đó là cái trường hợp thứ nhất đối với nhà in thỏa sức sáng tạo thiết kế mẫu. Còn riêng cái mã QR và mã barcode thì nhà in sử dụng phần mềm này để tạo ra và gắn lên cái mẫu mà nhà in đã thiết kế cho khách hàng. Đối với trường hợp thứ nhất là như vậy. Đối với trường hợp thứ hai thì các nhà sản xuất mà lại có ý định in trực tiếp cái mã QR và mã barcode lên sản phẩm hàng hóa, thí dụ như là quả trứng chẳng hạn, chúng ta đã in ngày tháng lên quả trứng, thì bây giờ muốn in cái mã QR và mã barcode lên quả trứng trực tiếp luôn, thì chúng ta dùng phần mềm này để tạo ra cái mã QR và mã barcode, và sau đó chúng ta kết nối máy in vào máy tính, thì sau đó chúng ta in trực tiếp lên sản phẩm cũng được. Đấy là cái trường hợp thứ hai, là ý định của tác giả lập trình để hỗ trợ cho các cái nhà in mà muốn in trực tiếp với các sản phẩm thì có cái máy in chuyên dụng gắn vào máy tính sau sử dụng phần mềm để chúng ta in trực tiếp lên sản phẩm. Cái trường hợp thứ ba là tác giả hướng đến đó là các cá nhân sản xuất hàng hóa sản phẩm truyền thống, các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ hoặc là siêu nhỏ, nhất là các sản phẩm dịch vụ của nông lâm thủy sản. Thì đây là cái đối tượng mà cần phải quảng bá sản phẩm để chúng ta tăng doanh thu. Thì sử dụng phần mềm tạo ra mã QR và in mã QR trực tiếp trên bất kể máy in nào, máy in văn phòng của cơ quan thôi, rồi chúng ta dán lên sản phẩm để truy xuất nguồn gốc hàng hóa với một cái chi phí in thấp nhất để nhằm là tạo cái lòng tin cho khách hàng dùng điện thoại, dùng Zalo để quét lên sản phẩm, quét lên cái mã QR để biết được nguồn gốc hàng hóa, từ đó là có lòng tin để mua sử dụng các sản phẩm. Và một số các cái ngành dịch vụ khác có thể dùng mã QR này thì hoàn toàn tương tự, có thể là áp dụng một trong ba cái trường hợp mà chúng tôi vừa trình bày ở trên. Đặc biệt là ví dụ như in các visit, mà chúng ta quét cái mã QR trên các visit truyền thống đấy, các visit truyền thống thì chưa có cái mã QR, thì chúng ta có thể in các visit với công nghệ hiện nay, công nghệ 4.0, thì chúng ta có thể quét cái mã QR trên cái các visit truyền thống, là chúng ta đọc được các thông tin của chủ nhân về tấm card,
Đấy, đó là những cái ứng dụng mà hiện nay rất tiện sử dụng. Sau đây tôi sẽ minh họa cái quá trình sử dụng phần mềm như sau. Như vậy sau khi phần mềm được cài đặt thì chúng ta khởi động phần mềm, thì sau đó chúng ta nhập cái mật khẩu tác giả cấp cho chúng ta đăng nhập vào phần mềm. Thì như vậy trước khi sử dụng phần mềm, chúng ta phải có một cái dữ liệu đầu vào để mã hóa thành cái mã QR và barcode bằng cái file Excel. Thì file Excel này được quy định là cột A, cột B và cột C thì tùy người sử dụng. Nhưng mà cột A, cột B thì sẽ được sử dụng cho quá trình mã hóa và đưa vào phần mềm. Thì riêng dòng 1 của bảng tính là bắt buộc chúng ta phải ghi các cái tiêu đề. Thí dụ cột A tiêu đề là thông tin cần mã hóa ra mã QR hay mã barcode. Cột B là số bản in tem mã QR. Thí dụ như chúng ta cần mã hóa cái dãy số này và các ký tự kèm theo ra một cái mã QR hoặc mã barcode. Thì đây là cái dòng dữ liệu thứ hai. Và cái dòng thứ ba đây cũng là một cái dòng để chúng ta ghi dữ liệu để mã hóa ra cái mã QR để truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Hoặc là truy xuất ra các thông tin khác. Thì số lượng in cái mã thứ nhất là 2 bản, số lượng thứ cái mã thứ hai là 3 bản. Thì số lượng thì có thể bằng nhau, thí dụ 1-1 đều in một bản cả, hoặc là số lượng không bằng nhau. Thì chúng ta phải nhập con số này vào đây, vào phần mềm. Thế thì sau khi chúng ta có thông tin dữ liệu đầu vào, chúng ta sẽ đưa cái file này vào Excel để phần mềm nó mã hóa. Ví dụ như cái hàng 2 đây sẽ mã hóa thành mã QR1, hàng 3 đây mã hóa thành mã QR2. Đó, thì chúng ta chú ý khi chúng ta đưa cái file này vào phần mềm mà phần mềm phát hiện ra nó chưa đúng khuôn dạng thì chúng ta lại phải thông báo cho ta thoát ra khỏi phần mềm. Sau đó chúng ta tổ chức lại cái file này, rồi chúng ta lại khởi động lại phần mềm, chúng ta mới đưa cái file này vào phần mềm để thực hiện cái quá trình mã hóa. Chúng ta lưu ý nếu nó thông báo có dòng trống là không hợp lệ thì chúng ta quét khối các dòng trống, sau đó dùng kỹ thuật của Excel chúng ta nhấn nút phải để chọn cái nút delete, đó chúng ta xóa các dòng trống đi. Thì đó là trong trường hợp có dòng trống và các dữ liệu này sai, chúng ta cần phải xót lại cho nó đúng để cho chúng ta mã hóa trong quá trình chúng ta nhập. Thì nhập đến đâu chúng ta xót đến đó để chúng ta chú ý do dữ liệu chính xác thì nó mã hóa ra thì nó mới đọc chính xác được. Sau khi chúng ta có cái file dữ liệu đầu vào được tổ chức rồi thì sau đó chúng ta đăng nhập phần mềm. Rồi sau chúng ta bước 1 chúng ta cần tạo mã hóa là thực đơn thứ nhất, mã QR. Chúng ta cần tạo mã barcode thì chúng ta chọn cái chức năng thứ hai. Chúng ta thoát ra khỏi chương trình thì chọn cái thực đơn thoát chương trình. Thì ví dụ chúng ta tạo mã QR, chúng ta kích chuột vào cái chức năng tạo mã QR. Thì sau đó là cái file dữ liệu đầu vào được lưu trên chip nào? Lưu trên chip 1, chip 2, chip 3. Nếu lưu trên chip 1 thì chúng ta phải chọn ở đây là chip 1 này. Đó. Thì sau đó chọn file Excel. Đó. Thì chúng ta lục tìm ở thư mục lưu ở thư mục nào, chúng ta tìm cái thư mục đó. Ví dụ chúng ta tìm được thư mục, chúng ta tìm được cái file Excel dữ liệu đầu vào đây rồi, chúng ta chọn open, chúng ta đưa vào. Đấy, chúng ta thấy nó đưa vào như thế này là đúng. Sau đó xong là cái việc đưa file dữ liệu đầu vào xong, chúng ta chọn cái đuôi ảnh đó, và chọn cái thư mục. Chúng ta phải tạo ra một cái thư mục từ trước để lưu kết quả mã hóa QR và barcode. Mỗi một thư mục lưu một loại cho nó dễ nhớ. Đấy. Thì sau khi chúng ta đã tạo ra cái thư mục để lưu thì chúng ta tìm đến cái thư mục mà chúng ta đã tạo ra để lưu cái kết quả mã hóa. Đó. Thế như vậy là xong. Như vậy cái việc đưa dữ liệu đầu vào chỉ có hai cái nháy chuột và chọn cái thư mục để lưu cái kết quả mã QR là cái nháy chuột thứ tư. Như vậy có bốn cái nháy chuột này. Nháy chuột thứ nhất là ship này, chọn ship này. Nháy chuột thứ hai là chọn file Excel này. Nháy chuột thứ ba là chọn file ảnh này, đuôi ảnh này. Nháy chuột thứ tư là tạo thư mục này. Như vậy là xong. Sau đó là chúng ta tạo mã, thì chúng ta kích chuột vào nốt tạo mã QR, kích chuột vào trong giây lát nó tạo ra hàng số lượng lớn luôn. Nếu chúng ta có cần tạo số lượng lớn, kích chuột vào nốt này, đã, nó đã tạo xong. Nó thông báo là đã tạo xong mã QR.
kích chuột vào OK, nó sẽ hiện cho chúng ta thấy tương ứng số 1, tương ứng số 2 cho đến hết. Thì số 1 là gì? Số 1 là ảnh mã hóa của cái dòng thứ hai. Số 2 là ảnh mã hóa của cái dòng thứ ba đây, trong cái file dữ liệu đầu vào. À, chúng ta lưu ý như vậy. Thì nó xuất hiện đây, chúng ta nhìn, chúng ta thấy kết quả nó đã được lưu trong cái thư mục mà chúng ta mong muốn rồi. À, tại đây không ấn vào nốt Open, mà chúng ta ấn vào nốt Cancel để hủy cái bảng thông báo này đi này. À, hủy bảng thông báo này, ấn vào Cancel, xong. Như vậy, trong trường hợp thứ nhất là nhà in nhà in thiết kế tem mẫu để in mã QR barcode, thì như vậy là đã xong. Nhà in có thể thiết kế cái mẫu này, sau đó dùng cái kết quả phần mềm vừa tạo ra để gắn lên các cái tem là xong. Còn đối với trường hợp mà các cái nhà in mà có thể là không phải thiết kế tem mà lại các nhà sản xuất ấy, thì muốn in trực tiếp lên sản phẩm, thì chúng ta thực hiện chức năng thứ hai này là in mã QR. Thì đến đây có 3 trường hợp. Trường hợp 2.1 và 2.2 là in cùng một lượng số lượng giống nhau. Trường hợp thứ 3 là in số lượng khác nhau. Thí dụ như mã thứ nhất là chúng ta in 2 bản, mã thứ hai là in 3 bản là in khác nhau, thì chúng ta dùng cái mục 2.3. Thế thì bây giờ đến đây chúng ta phải nhập cái kích thước mã QR. Đối với mã QR thì hình vuông, chúng ta thấy rằng đối với hình vuông thì có diện tích lớn nhất, đây là hình vuông, thì nên tạo cái hình vuông thì có diện tích hình vuông là lớn nhất. Thì chúng ta chọn cái cạnh hình vuông là bao nhiêu cm. Đó, ví dụ như đây là 3 cm hay là 5 cm chẳng hạn, hay 6 cm, 5 cm đây, ta gọi 5 cm. Thì như vậy là cái kích thước này mà càng nhỏ thì đòi hỏi cái mắt camera gắn trên điện thoại phải có độ phân giải lớn thì nó mới đọc được. Thế cho nên chúng ta chú ý cái kích thước này, nó còn phải chọn nó phù hợp với mọi loại mắt camera có độ phân giải trung bình. Chứ còn lại là càng nhỏ, kích thước càng nhỏ thì mật độ điểm nó càng dày đặc, thì cần phải có cái mắt cái camera hoặc phần mềm trên điện thoại, mà điện thoại lại có camera có độ phân giải cao, thì chúng ta quyết bất kể kích thước nào. Thế còn lại phổ biến là quyết với kích thước là nó cũng tương đối cao một chút. Đó. Thì như vậy là cho nên chúng ta thấy là quyết mã QR mà in tới 6 cm trở lên hay 7 cm trở lên mà chúng ta dán ở trên một cái bảng, thì khách hàng ra vào cửa có thể quyết, thì như vậy kích thước cũng phải tầm 6-7 cho phù hợp với mọi điện thoại. Để chúng ta chú ý cái kích thước mã QR là có ý nghĩa là như vậy nè, chứ không phải là cái mã mà 1 cm rất là bé thì không phải điện thoại nào cũng quyết được đâu, là vì nó còn phụ thuộc vào độ phân giải của camera được gắn trên điện thoại. Đấy. Thì tôi xin cung cấp thêm thông tin. Thế sau đó là số lượng là in cho mục 2.1, 2.2 bằng nhau, thì chúng ta gõ vào đây, ví dụ chúng ta in 2 bản thì có 2 kiểu in. Kiểu in thứ nhất là in từ số 1 1 bản, rồi đến số 2 1 bản, sau đó quay vòng lại, lại số 1 1 bản, rồi lại quay đến số 2 1 bản, thì nó hết số lượng bằng 2. Thì như vậy là đi từ 1, phân phát từ 1 cho đến hết, rồi vòng lại từ 1 cho đến hết, thì đó là 2.1. Còn trường hợp thứ hai là in số lượng hết cái QR 1 2 bản, thì sau đó là với đến QR 2 2 bản, thì có hai cái kiểu in 2.1, 2.2 đối với trường hợp số lượng bằng nhau. Đây, sau đó chúng ta kích chuột vào cái mục là in hết số 1, hết mã QR 1 2 bản, rồi với đến mã QR 2 2 bản, thì chúng ta kích chuột vào 2.2, sau đó chúng ta kích chuột vào in mã QR. Còn nếu in không bằng nhau, thí dụ như in mã QR 1 là 2 bản, mã QR 2 3 bản, thì chúng ta kích chuột vào mục 2.3, sau đó chọn in mã QR là xong. Đó, như vậy là tôi đã giới thiệu rất chi tiết, kích chuột vào. Đó, trong giây lát chúng ta thấy nó chạy xong. Như vậy chúng ta có thể thoát khỏi chương trình, hoặc là chúng ta đóng cái form lại để quay ra mã, tạo mã barcode. Thế còn nếu như chúng ta kết thúc tại đây, thì chúng ta chọn thoát khỏi chương trình, là kích chuột vào cái chức năng thoát chương trình. Thì bây giờ tôi giới thiệu luôn cái chức năng tạo mã barcode, thì chúng ta kích chuột vào nốt đóng form.
Đó, thì xuất hiện ở đây thì chúng ta lại chọn tạo mã barcode. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng có bốn cái kích chuột. Kích chuột thứ nhất chọn ship, kích chuột thứ hai là chọn file Excel, kích chuột thứ ba là chọn đuôi ảnh, kích chuột thứ tư là chọn thư mục cần lưu. Hoàn toàn tương tự thôi. Đó. Sau đó chúng ta kích chuột vào nốt tạo mã barcode ở đây, cũng chỉ trong nháy chuột là xong. Đấy. Rồi chúng ta ấn vào nốt can kiên, hoàn toàn tương tự. Thế còn độ là đối với mã barcode thì có chiều dài và chiều rộng. Thì ví dụ chiều dài ở đây là 6 cm, chiều rộng là 2 cm, chúng ta cấp vào đây. Còn cái số lượng in thì cũng giống như ban nãy. Ví dụ chúng ta in nó không bằng nhau, chúng ta chọn 2.3. Sau đó là chúng ta khi chọn 2.3 thì không cần nhập cái số lượng in vào cái mục cái ô này. Cái số lượng in 2.1 và 2.2 là khi đều nhau thì chúng ta mới nhập số liệu vào cái ô này. Thế còn nếu 2.3 thì không cần nhập số liệu vào cái ô con chuột đang đứng đây. Đó, thì sau đó chúng ta chọn cái mục là chức năng in mã QR. Đấy, trong nháy mắt là xong. Và kết thúc thì chúng ta chọn thoát khỏi chương trình. Thì như vậy tôi đã giới thiệu xong. Và đây là cái code là các câu lệnh mà do tác giả lập trình. Ở đây chúng ta có thể xem các câu lệnh để chứng minh rằng đây là trí tuệ của tác giả, hoàn toàn do tác giả lập trình ra. Và đây là các cái dòng code người ta gọi là code của chương trình mà. Khi viết bằng các câu lệnh thì sau đó là nó sẽ tạo ra cái phần mềm như tôi vừa nêu ở trên. Thì đây là các câu lệnh để minh chứng là do tác giả lập trình đây. Đó, tác giả lập trình thì có cái bản code này. Thì như vậy tôi đã giới thiệu xong một vài cái ý định áp dụng sử dụng phần mềm mã QR và barcode của phần mềm tự động hóa tạo và in mã QR và barcode. Thì như vậy quý khách có nhu cầu sử dụng cái phần mềm này thì liên hệ với tác giả theo một trong hai số điện thoại trên màn hình 0912595654 hoặc 0943078123. Chúc các quý khách thành công và cảm ơn quý khách đã sử dụng phần mềm của chúng tôi trong thời gian qua.